Chào mừng các bạn đã đến với kênh HNT Channel. Hôm nay mình sẽ làm video về cái trò Hungry Shark và con cá mập và sắt thép này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trang bị cho chú cá mập này món gì đây? Một chiếc váy rất là thon và đẹp giống với thân hình của chú ấy. Và đây là cái gì? Wow, sổ là mũi. Chú cá mập này sổ là mũi luôn các bạn ơi. Wow, mình đã mở được cái chân dịch rồi nè. Wow, cái chân dịch gắn ở đâu? Cái chân dịch gắn ở cái lỗ mũi. Sao kỳ vậy ta? À, đó là cái mũ đó các bạn. Mình đã mở được tới cái lỗ mũi rồi. Ô, cái chân dịch rồi. Ở đây là còn mấy món nữa mình chưa có mở được. Chưa biết nó là cái gì. Ok, để khi nào mình mở được mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ cầm cho nó một cái vũ khí rất là đáng yêu luôn. Một cái nồi xinh đẹp. He he. Wow, bây giờ thì cái mũ này thế nào thấy đẹp nè. Wow, con cá mà mang cái mũ con cọp rất là hấp dẫn luôn. Quá tuyệt vời các bạn. Giờ mình sẽ gắn cho chú ấy tên lửa, súng với hàng khủng để chú ấy đi quậy biển. Ok. Chúng ta sẽ biến những chú cá màu khác thành màu vàng và hút những chú cá đó lại. Xong rồi. Ok. Giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu thôi nào. Kha kha. Để mình xem cái vùng biển nào hấp dẫn đây. Vùng biển này là cái gì? Ok, vùng biển băng cực. Ở lộn, bắc cực. Kha kha. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng sẽ làm những video hấp dẫn up lên để cho các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu đây. Ok. Ten ten. Wow, các bạn thấy chú cá mình được trang bị rất là khủng luôn chưa? À, chú ấy thì có cái mũi nên chú ấy quậy rất là nhanh luôn. À, các bạn thấy chú ấy di chuyển với tốc độ bàn thờ ghê chưa? Wow, chết rồi, mình không đủ sức để giết những con sứa. Vậy là có những con sứa mình sẽ không ăn được. Đây là những con cá mập. Giúp luôn, giúp luôn. Mình đang được có dòng bảo vệ các bạn, cho nên là những con cá này nó sẽ không ăn hiếp được mình. Khi mình hết cái dòng bảo vệ này rồi thì mình sẽ ăn hành lại với tụi nó. Mày hay bưởi, cá bự hay bưởi. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Chú cá xinh đẹp của mình à. Ê, bậy bậy, mình không ăn sứa được rồi, mình hết dòng bảo vệ rồi. Máu mình đang bị tụt dần theo thời gian. Wow, con gì vậy? Con gì? Con chim. Đây là những con chim các bạn ơi, mình mới thấy đây là những con chim. Chim bay trên trời. Chim bay trên trời, chim chui xuống nước hả chim? Ăn mấy con chim nè, kha kha. Được rồi, bây giờ mình sẽ này mình phá, chết rồi, không phá được cái này các bạn ơi. Mình thân hình nhỏ bé quá, tấm thân nhỏ bé này không làm được gì hết. Dạ, bay qua đây cái nổi không? Chết rồi, không có chỗ đi qua luôn rồi các bạn. Đáng lòng quá. Ôi, con gì kìa, cái con gì nó nhỏ hơn mình là mình xử nó coi. Nó nhỏ mà nó bơi nhanh quá. Rái cá. Rái cá kìa. Ok, chú chạy đâu mất tiêu rồi chú rái cá. Chú chạy nhanh quá. À đây rồi. Mày hả bưởi. Mình mới xử xong con rái cá các bạn. Ôi bơm. Trời ơi, bơm mà nằm giữa đường không vậy mình đâm vô chết sao? Mấy thằng mà nó làm bơm này ổn quá.
để bơm đặt bên thôi, để gì ở đường vậy? Cái hang này chút xíu không có gì trong đó chơi hết. U cha, đâm vô cho bơm. Người nhái mày thôi bưởi, người nhái ăn hiếp mình đó các bạn. Người nhái nè đó. Những con người hay ăn cá, bây giờ những cá này sẽ ăn thịt lại những con người. Mày thôi bưởi. Ok, trái bơm kìa, cẩn thận, cẩn thận. Những trái bơm này rất là nguy hiểm luôn các bạn. Người nhái nè. Có cái cung mà bắn hả. U con cá mập. Cá mập miệng rộng. Xử nó luôn, cá mập miệng rộng rồi. Cá mập miệng rộng bự gấp mấy lần mình luôn các bạn. Chết rồi, mình xử nó không được. Mình nó cần là mình phải cái kích cỡ mình phải mập hơn mình mới ăn được. Thân hình nhỏ bé quá không ăn hiếp được người ta, toàn là bị người ta ăn hiếp không à. Ok, mình phá được cái miếng này. Quá mừng luôn. Để chui qua được một cái vùng đất rộng hơn để sinh sống rồi. He he he. Wow, dứt liền. Những chú cá mập này là mình xử được. Những chú cá mập này là bằng mình nè. Đó, thấy chưa? Bằng mình nên mình dứt được hết. Ok baby. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Wow, đây có một cái. Này là cái lỗ, cái hang nhỏ này. Không có gì trong đây chơi hết. Wow, cá mập, xử nó. U cha, cần size XXL. Mình là cái size nhỏ rồi, không có phá được. Chết rồi, cần size XXL mới qua được. Khổ ghê chưa. Ôi da, ăn hành. Một quả ăn ngay luôn. Nó bắn chính xác tới mỏi mà. Thật là khâm phục nó luôn á. Cái tàu ngầm đâu rồi? Mình đi kiếm nó, mình trả thù ơi. Một phát một mình đi ngay luôn. Bức xúc quá mượt. À, xí được cái rương, kha kha. Hôm nay mình đã thấy được cái rương rồi. Để mình đi làm nhiệm vụ tìm rương thử nha các bạn. Để mình xem coi mấy cái rương nó nằm ở chỗ nào. Wow, nó nằm toàn là mấy bên kia không à. Ở đây có cái gì chữ R à? Ok, với cái con cá mập nhỏ bé này mình không biết là mình sẽ lấy nổi những cái rương không nữa, vì tấm thân chú ấy không có to lớn. Ok, lên mặt trăng, lên mặt trời là ok rồi. Lốp cây luôn. Ui, chả hết năng lượng rồi các bạn ơi. Cái trò này rất là căng luôn, căng đứt dây đàn luôn. Hít sâu. Phá bánh này. Chạy bánh các bạn ơi. Nó không bánh mình chết thôi. Chạy đi. Hết máu rồi. Chạy chạy. Chết rồi. Chết tôi rồi. Có ai cho tôi biết coi. Ăn miếng coi. Ok. Wow, đây là dùng băng. Mày hả người. Đó, vậy mới gọi là bắt cực chứ. Văn nó hết là tiêu rồi. Đâu rồi, để mình đi tìm một cái rương. Đây, phía dưới là cái rương kho báu. Một cái rương nhỏ nhắn xinh tươi đang chờ mình. Xong. Wow, mình đã mở được hai cái trong năm rồi cả nhà ơi. Các bạn thấy chú cá mập xe thép này thế nào? Nhìn rất là đáng yêu luôn. Lên trời. Ủa, chào bị thịt thang đập nữa là nó chém một bánh sát luôn. Ok, 1, 2, 3 cái rương. Mình đã thấy rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi. Chào, đúng là nguyên tắc tảng băng trôi. Các bạn biết nguyên tắc tảng băng trôi không nào? Có nghĩa là băng thì ở trên có chút xíu à, mà ở dưới thì quá chừng. Nó nổi chỉ một phần nhỏ thôi, nhưng mà cái phần to bự nó toàn là nằm phía dưới thôi mà. Lúc cây. Ok, mình đã được dòng bảo vệ rồi. Dứt luôn chứ không phải đây. Dứt luôn mình dòng bảo vệ mình đâu sợ.
rồi. Chạy 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 chạy. Hù 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 luôn. Dứt mình luôn rồi. Ây, cha thiệt đáng lòng, tôi hâm niên quá. Cần sai XL. Đi đâu cũng gặp toàn sai khác không. Mình nhỏ mình có vỏ mà. Lên lúc cha mình xúc anh chàng này đi lên luôn rồi. Ten ten. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Cái rương này rồi, cái rương này rồi. Một cái nữa nè. Ok, mình chỉ còn hai cái rương nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Chiếc rương nhỏ. Ô cha. Ở các bạn thấy chưa? Con tàu ngầm này rất là kinh khủng luôn. Mình mới nói hết câu là nó rút cây súng nó bắn cái đùng là mình nằm sải lai với nó luôn. Ok, bỏ qua đi, mình đi kiếm rương thôi, không kiếm chuyện nữa. Ok, ủa còn cái rương nữa. Okay. Phải di chuyển tốc độ qua bên kia nó rồi, dứt luôn. Bỏ qua đi, thay cho nó đi. Mình mà con mình mà cầm con có mọc bự là mình xử nó luôn á các bạn. Mình kệ nhìn nó đi. Ok, đây là cái rương cuối cùng, kha kha. Mừng quá các bạn ơi, mình đã hoàn thành nhiệm vụ kiếm mấy cái rương rồi. Ten ten, các bạn thấy chú cá này di chuyển ghê chưa? Đó. Ăn luôn bơm nè, xử hết, kha kha. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Mình sẽ cố gắng làm những video hay và hấp dẫn hơn nữa mỗi ngày, up lên cho các bạn xem. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.